Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria Gaming. Và lúc này ở bên server nước ngoài họ đã bắt đầu tặng một số cái mà liên quan đến con nhân vật Suzy. Đấy, không biết sao server Việt Nam chưa thấy bán con nhân vật Suzy. Đấy, không biết là hôm nay bán chưa. Đấy, nhưng mà hiện tại thì ở một server nước ngoài, đó server Nam Văn Phi, thì server Nam Phi họ đã tặng con Suzy một ngày cho người ta test thử. Đấy, nói chung là hôm trước thì tôi đã thấy có một số server khác họ bán con này rồi, nhưng mà chưa thấy server Việt Nam có, không biết sao. Mà không biết sao mấy ông, có một số ông server Việt Nam lại có con này chơi rồi. Thế nó mới ảo. Ở bên này họ đang bán, ở đây có một cái đáng chú ý là cái bộ chim mọ kiến Vĩ Thanh, nó sẽ nằm ở trong vòng quay may mắn kim cương. Về sau ấy thì cả vòng quay bắn kim cương, vòng quay bắn súng ấy, nó chỉ còn lại đúng một loại vòng quay thôi. Và cái biểu tượng nó sẽ là hình cái máy bán hàng. Đấy, thì nó sẽ chỉ có đúng một loại vòng quay thôi. Thì các bạn chú ý về cái đấy nhá. Server Việt Nam đã sửa rồi, nhưng mà hình như là cái biểu tượng trên vài quay chưa sửa. Đấy, ok, ở bên này họ tặng con Suzy 24 giờ. Con này thì thật ra là mình cũng không chú ý lắm, tại thật ra mình cũng không cần xu của cái con này lắm. Ở trong trận đấu thì mình hay đi nhặt xu để dùng cho mày bán hàng các kiểu, mà có con này để mà săn thêm xu khá hay. Nhưng mà thực ra thì con này nó không ảnh hưởng lắm đến lối chơi của Free Fire, nên tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà có thêm con này thì nó cũng không ảnh hưởng lắm đến hòa bình thế giới đâu. Đấy, không ảnh hưởng gì mấy em ạ. Một trận tính hạ là một mạng, ví dụ chơi tử chiến thì cũng chỉ có thêm mấy trăm xu. Đấy, còn ví dụ như là chơi sinh tồn thì số xu cũng chẳng ảnh hưởng được mấy, cùng lắm thêm được 100-200 xu sau mỗi giao tranh. Đấy, cũng không được nhiều. Nên thật ra là anh em nào thích thì sau lấy con này kiểu gọi là chơi vui vẻ thôi, chứ còn con mấy con nhân vật mà nó không ảnh hưởng gì đến sát thương hay là không ảnh hưởng gì đến khả năng phòng thủ như con này thì có lẽ là khó để mà có thể là sử dụng nhiều trong meta play, trong lối chơi leo rank của chúng ta. Ok, chúng ta ra có cái khu vực mới, khu vực cổng trời. Thì khu vực cổng trời này tôi cũng chưa thấy tôi cũng chưa thấy anh em chơi khu vực này nhiều, mặc dù khu vực này nó được bổ sung vào trong tử chiến, mà thề với anh em mà tôi chưa tìm được một trận tử chiến nào có khu cổng trời luôn. Đấy, thề luôn, chưa tìm một trận tử chiến nào luôn, và trận tử chiến toàn vào đảo thế kỷ. Đấy, ok, anh em thấy được chưa? Hết nước chấm, chấm phát hết nước chưa? Và gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, khu vực này thì không biết anh em nhảy dù xuống nhiều chưa, mà cá nhân tôi đánh giá khu vực này thì nó cũng tương đối phức tạp, và nhảy xuống đây thì rất khó để đoán biết xem là vị trí đối phương ở đâu, thế nên là xuống đây chơi cứ phải bó cẩn. Đấy, ở trong này nó có quả gọi là tòa nhà rất là to, quả nhà rất là to và cao, vậy không có tầng 2. Đấy, làm một cầu thang liên tầng 2 mà không làm tầng 2, thế nó mới ảo. Đấy, đến đây cầu thang đến đây cắt mất, ảo thật đấy. Và cầu thang để leo lên cắt mất, không biết là dùng máy phóng hay là dùng cái đệm nhảy, hay là ngồi lên người đồng đội có nhảy lên ở trên tầng 2 hay không, thì cái này tôi cũng chưa test được. Anh em mà test rồi anh em thử nhá. Ok, ui trời, con hàng chạy vào trong nhà gì đây, ui mặc áo huyền thoại luôn, con bot mặc áo huyền thoại anh em ạ. Đấy, bắn cục đối phương được 100 tiền. Được 100 xu, chán thua lắm. Đấy, được 100 xu anh em ạ. Không ăn thua lắm. Đấy, chỗ này tôi thấy là nó khá là căng thẳng. Đấy, anh em nào mà chơi chạy bò cái map này chú ý cẩn thận nhá. Đấy, chú ý cẩn thận. Nói chung là nhà cửa giờ nó khác bọt hết rồi. Đấy, khác bọt hết rồi. Chơi hết sức là bó cẩn ở trong cái map này. Nói chung là bên Nga nào sửa của map này có đánh giá càng đét luôn. Đấy, sửa của map cổng trời này đúng bây giờ rank gọi là khu nghỉ dưỡng luôn. Đấy, nó gọi hồi xưa thì bên Nga nào định biến ngay một cái khách sạn, một cái khu nghỉ dưỡng rất là to ở đảo quân sự 2.0, nhưng mà cái dự án đảo quân sự 2.0 có lẽ nó hơi cùi bắp, này ít người dùng, thì bây giờ nó lại dồn vào đây. Đấy, rất là chất. Đấy, chất lừ cá ngừ luôn. Đấy, chất ngừ con cá lừ luôn. Ok, thì đó là game. Okay, có một người kìa. Đấy, thằng này bương. Đấy, lại vào tôi ra chiến rồi, mày chết, xin nhẹ cái đầu nằm luôn. Đấy, em thấy xịn đâu. Đấy, quá xịn luôn. Đấy, thêm được 100 tiền nữa thành 500 tiền. Không thể xịn bằng tay nghe đến từ Realgi Store được. Đấy, bán rất nhiều bộ tay nghe cách âm chống hồn.
hay nghe giúp người ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi các tựa game di động ok hơn. Bên cạnh đó, khi mua bất kỳ một tay nghe nào trên Reaki Store, anh em sẽ có những mã giảm giá hết sức đáng chú ý. Và mua một quả tản nhiệt tặng ngay bao tay Memo kéo tâm vuốt đầu hết nước chấm nha anh em nhé. Đứng link tham khảo để trong phần mô tả dưới phần comment, hoặc em có thể vào thẳng Shopee tìm Reaki Store HN, Reaki Store HCM để tham khảo cho mình nha. Ok, và đây sẽ là chuyển động mới liên quan thanh gươm diệt quỷ đẹp vãi cả nồi, không thể nào mà chê vào đâu nữa. Đấy, quả chuyển động này hết nước chấm anh em ạ. Đấy, mấy bộ, 4 bộ trang phục thì mình hé lộ cho anh em rồi nhá. 4 bộ trang phục, bây giờ lúc mà chúng ta hé lộ những cái đồ khác ở trong cái bộ thanh gươm diệt quỷ sứ này. Đẹp vãi trưởng mà đùa. Quả à, cái này là cái hành động sáng nay tôi cũng đã hướng dẫn anh em sao test free hành động này. Nhưng mà cái chuyển động thì đúng là rất khó để mà lấy free được. Đấy, chuyển động thì rất khó để mà có thể test được. Tại vì là chuyển động nó phải liên quan người chơi khác, hoặc liên quan đến cái đồ đấy nó phải có trong người. Đấy, còn cái ông Licker mà làm cái trang này tên là Lutera 04 thì làm sao mới lấy được cái này tôi cũng không biết. Đấy, nhưng phải nói là hết nước chấm anh em ạ. Và hết nước chấm mấy quả hành động đỉnh của job luôn. Thì chúng ta sẽ có một cái đòn đánh đánh ra con rồng, thì tôi không biết gọi là cái chiêu đấy là chiêu gì, hơi thở của lửa đấy, của Tanjiro đấy. Và tiếp theo là mấy cái chiêu của Inosuke cũng như là của Zenitsu và của Tanjiro rất là đỉnh. Đấy, nói chung là mùa này phải nói rằng là cái hợp tác giữa Free Fire và Kimetsu no Yaiba này quá đỉnh. Đỉnh của chóp mà chọc của đỉnh luôn. Không phải chơi vào đâu được. Chúng ta cũng sẽ có mặt nạ, đây là mặt nạ Sakonji, và mặt nạ của cựu thủy trụ. Đấy, đeo vào trông rất ngu. Đấy, đeo vào trong mặt nên vẫn trông rất đần độn anh em ạ. Quả mũi dài vẫy trưởng. Không biết là ví dụ như là địch phải đứng ở xa ke và bắn trúng cái mũi này thì có bị mất máu không nhỉ? Đấy, đây là cái mũi này nó chỉ là cái mặt nạ, mà không biết là địch mà đứng ở xa ke bắn nó có mất mũi không. Quả mũi dài thật sự ạ. Và nhưng mà này, nhưng mà xa con gì nha anh em nhá. Tiếp theo là cái mặt nạ tên là Haganezuka, mặt nạ Haganezuka. Mặt nạ của ông thợ rèn ở làng thợ rèn ấy, ở trong phần 5 ấy anh em ạ. Và trông vui phết. Đấy, trông đéo phết. Tiếp theo là một cái bom keo Tanjiro style. Đấy, phong cách Tanjiro ở trên nó sẽ có cái chữ Demon Slayer. Bom keo ấy trông hơi bị bình thường một tí. Đấy, cái này chắc là quả free à. Cái này chắc là free rồi. Chứ còn quả bom keo đúng là chỉ có đổi màu, đổ sơn lên, sơn lại, thêm quả logo vào cũng được tính thành đồ mới, cũng hơi ảo. Tiếp theo là một cái chảo theo phong cách của Gyu Tomioka. Đấy, cái chảo đúng kiểu mặc cái áo của Gyu luôn, Gyu Tomioka của thủy trụ. Đấy, chảo thủy trụ tôi nghĩ là như vậy, chảo Gyu. Đấy, trông khá là đuổi, người ta làm hẳn bộ trang phục của Gyu Tomioka có phải ngon không. Hy vọng sau này thì Free Fire và thanh âm dịch quỷ sẽ còn hợp tác nhau nhiều lần nữa, đưa nốt tất cả nhân vật kia vào đi cho tươi. Tiếp theo là một cái ba lô. À, cái ba lô này trông như cái ví ấy. Cái ba lô này nó sẽ tên là ba lô của Tanjiro. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái túi của Tanjiro. Đấy, túi đầu tiên đựng sau lưng, xong càng về sau nó càng thành càng túi to hơn. Đấy, nhưng mà tôi tưởng là đằng sau lưng phải đeo cái hộp gỗ, trong hộp gỗ này còn Nezuko thi thoảng ló ra thì nó mới hay. Đúng không anh em? Thế nào phải có ba lô hộp gỗ, nó không thấy có cái ba lô hộp gỗ ở đây. Đấy, mà chỉ có một cái như trong như cái ví ấy, và trong như cái ví ấy, trông thế nào anh em ạ? Và lên cấp 3 nó đeo thêm một thanh kiếm bé bé, trông nó cũng cứ thế nào anh em ạ. Và tôi thấy nó chưa được xịn sò con bò. Đấy, chưa được xịn sò con bò, xịn bò con sò. Tôi thấy trông nó như là kiểu cái hộp cơm ấy. Và chả hiểu sao bên Nga nào thiết kế nốt cái này, không thiết kế kiểu cho nó hẳn cái hộp gỗ đi, đeo nó vui. Đấy, xong trong hộp gỗ ấy có Nezuko kiểu lùng lẳng nó vui. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có xe ô tô phong cách Zenitsu. Đấy, phong cách Zenitsu. À, quả ô tô đúng kiểu cái áo Zenitsu luôn. Mấy nhân vật ở trong thanh âm diệt quỷ ăn mặc theo kiểu màu mè vãi. Đấy, anh em thấy không? Quả xe rất, trông rất a đuổi rồi. Xe chắc cũng free. Đấy, xe cũng free, không có cái cớ gì mà xe này lại thu tiền cả. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ có bộ trang phục của Tengen. Đấy, Uzui Tengen. Có nhiều bạn bảo là tin đồn là bộ này free. Tôi không nghĩ là bộ này free đâu. Tôi không nghĩ là không có bất kỳ bộ nào trong số 5 bộ này sẽ được free. Đấy, sau cái vụ mà hợp tam người nhện thì tôi mất niềm tin vào bộ free. Tôi nghĩ là cái bộ Uzui Tengen nó sẽ rẻ. Nó sẽ rẻ và nó có thể chỉ là khoảng 1-2 vài trăm vàng, à vài trăm kim cương. Đấy, nhưng mà phải mua mới có, chứ còn đợi mà free có cái nịt nha anh em nhá. Đấy, có cái nịt thôi. Đấy, bộ Uzui Tengen này trông khá đẹp. Đấy, thì đó là tổng quan về những cái đồ
của sự kiện Kimetsu no Yaiba này, hôm trước mình đã hé lộ cho anh em các bộ trang phục chính rồi. Còn đây là các bộ trang phục phụ và các cái phụ kiện mà đi kèm bộ Uzutengen này, trông khá đơn giản. Nó cũng chẳng có đau điếc gì. Cũng có thể bộ này sẽ free. Đấy, cũng có thể bộ này sẽ được free nha anh em nhé. Nhưng mà có free hay không thì anh em chờ thông tin chính xác đấy từ bên Ngà Gián cộng thêm với cả bên kênh của Riaki. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.